Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cái cuốn sách này. Hồi trước mình đọc cũng khá là lâu. Hôm nay mình có được cái cuốn 101 Patrick Interview Questions and Answer with the Win with Does Win the Job của Daniel Parrott and Frances Bullet Hainet. Thì tạm dịch nó là 100 cái câu hỏi phỏng vấn và trả lời để có được cái công việc nó như mong muốn. Thì cuốn này mình hồi trước mình đọc bản PDF thì thấy nó cũng khá là hay. Cuốn này vừa dùng cho cái người làm nghề nhân sự hoặc là các bạn, đặc biệt là các bạn mà đi xin việc. Thì trong nội dung cuốn này thì nó được tái bản lại rồi, revise. Thì trong cuốn này á, nó có những cái nội dung chính là cái mục lục câu hỏi giới thiệu, hoặc cái phần trên thì không có gì quan trọng, nhưng mà cái phần 101 câu á, thì nó vô bốn cái phần chính. Phần thứ nhất là can you do the job, có nghĩa là bạn có thể làm được công việc này không. Câu thứ hai là who you are, có nghĩa là bạn là ai. Câu tiếp theo, cái phần mà thứ ba, tiếp theo là cái phần ba, đó là will you fit in the company, có nghĩa là bạn có phù hợp với công ty hay không. Và cái câu cuối cùng là what will you cost us, có nghĩa là giá trị của bạn, chi phí của bạn như thế nào. Ôi, xin lỗi, cái là bạn đem lại giá trị gì cho chúng tôi. Thì ở đây là một cái list câu hỏi, thì nó focus vào những cái mục chính. Ví dụ như thứ nhất là bạn có thể làm công việc này hay không. Mình xin lỗi là mình sẽ dùng tiếng Việt và mình tạm dịch cái phần tiếng Anh. Thì cuốn này là cuốn bằng tiếng Anh. Nó có một list các câu hỏi. Thì câu phần thứ nhất nó có 27 câu. Ví dụ như câu thứ nhất họ hỏi nè, bạn quan tâm công việc này như thế nào, hoặc là bạn thích cái gì nhất ở trong công việc này. Rồi ví dụ như là bạn quản lý về phần, chịu trách nhiệm về phần tài chính như thế nào. Đó, đây là những câu hỏi của cái phần thứ nhất, nó có liên quan. Phần thứ hai là họ nói tới phần là bạn là ai. Ví dụ như là cái câu thường hay khi phỏng vấn là tell me about yourself, có nghĩa là nói giới thiệu về cá nhân của bạn, giới thiệu về bạn. Đó, thì đây là cái phần liên quan đến cái phần thứ hai. Nó khá là nhiều câu hỏi liên quan, ví dụ như mặt mạnh mặt yếu của bạn là gì. Thì đó là những câu hỏi. Bạn định nghĩa thành công là gì, rồi cái kiểu cái phong cách quản lý của bạn là gì, nếu mà các bạn join vào cái vị trí quản lý. Thì phần thứ ba là cái phần mà bạn có phù hợp với công ty hay không. Ví dụ như cái câu hỏi là how long will you stay with us, thì bạn sẽ làm với chúng tôi bao lâu. Đó, thì rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái phần thứ ba. Phần thứ tư là what will you cost us. Ví dụ như là bạn sẽ có câu hỏi liên quan, ví dụ như là lương của bạn ở công ty trước là bao nhiêu. Rồi bạn có chịu làm với mức lương thấp hơn bạn mong đợi hay không. Đây là những cái câu hỏi liên quan đến cuốn sách. Thì nó có tổng cộng là 101 câu. Thì bây giờ mình sẽ rip những cái phần chính thôi. Rip những cái phần chính để cho mọi người. Thì nó xoay quanh 4 phần chính, có nghĩa là bạn có làm được công việc này hay không, thứ hai là bạn là ai, thứ ba là bạn có phù hợp với công ty không, và thứ tư là cái mức lương mình trả cho công ty và trả cho bạn là bao nhiêu. Thì đó là những cái phần chính. Thì ở cái phần thứ nhất thì
Ở đây á thì mình sẽ mô tả cái phần thông thường á, là các bạn sẽ phải nói đến cái phần mà kinh nghiệm nè, huấn luyện nè, rồi cái công việc học nè, cái thái độ và bạn quan tâm đến cái hiệu quả công việc như thế nào. Bạn có phù hợp với cái vị trí mà bạn đang làm hay không? Rồi cái background mà bạn chuẩn bị cho cái vị trí công việc, có nghĩa là cái kiến thức, kinh nghiệm để bạn chuẩn bị cho cái vị trí này như thế nào. Thì tiếp theo là bạn đạt được những cái thành tựu gì, và rồi tại sao bạn biết gì về công việc và công ty. Thì đó là những câu hỏi chính của cái phần mà bạn có thể làm được công việc này hay không. Thì cái phần này nếu mà trả lời á, thì chúng ta nên, theo kinh nghiệm của tôi đã làm rất là nhiều trong nhân sự, thì nó có, và những cái cuốn này thì hai tác giả này họ đúc kết nên cũng khá là hay, khá là ngắn gọn. Họ nói là hãy trả lời rất là ngắn gọn và có thông tin nó được rõ ràng. Thứ hai là bạn đưa ra những cái số liệu, bảng biểu, những cái mà bạn đã thực sự làm. Tiếp theo là bạn cung cấp những cái ví dụ về kỹ năng và khả năng của bạn, rồi những cái kinh nghiệm mà trong quá khứ khi mà bạn làm, hoặc là khi mà bạn chưa có kinh nghiệm thì mình nói những cái thành tựu mà mình học ở trường, hoặc là những cái hoạt động của mình. Thì bạn đưa ra những cái tóm tắt về những cái công việc hoặc là những cái kinh nghiệm mà bạn đã làm và bạn đã thành công. Rồi đưa ra những cái kỹ năng hoặc là những cái điểm mạnh nhất của bạn. Đó, thì đó là những cái rồi bạn đưa ra những cái kiến thức của bạn, kiến thức mà liên quan đến công việc. Rồi bạn mô tả cái trình độ học vấn và những cái khóa huấn luyện của mình. Rồi xác định là những cái kỹ năng về making decision, là cái quyết định. Thì đó là những cái câu trả lời dành cho cái phần thứ nhất mà thường các cái ứng viên hay là những cái người phỏng vấn họ hay hỏi. Thì đó là những câu thứ nhất. Câu thứ hai thì cái này thì ai cũng gặp hết. Câu thứ hai là bạn là ai, bạn thích cái gì, bạn không thích cái gì đó. Cái cá tính của bạn là như thế nào, thẳng thắn cá tính của bạn như thế nào. Rồi bạn thích cái kiểu người như thế nào, và cái giá trị và mục tiêu của bạn là gì. Thì ở những câu hỏi này thì chúng ta sẽ phải trả lời thật lòng. Bạn thích cái gì, bạn không thích cái gì, bạn trả lời thật lòng. Rồi bạn chia sẻ những cái hoạt động, những cái mà bạn quan tâm, sở thích của mình. Rồi tiếp theo là bạn tập trung vào những cái vấn đề mà liên quan đến công việc. Rồi bạn mô tả những cái thành tựu, đưa ra những cái ví dụ về cái sự phát triển bản thân của mình. Rồi bạn nói về cái mục tiêu và cái giá trị mà bạn mong đợi. Đó. Thì đó là những cái phần chính mà khi mà các cái công ty, các cái người ứng viên phỏng vấn họ thường hay hỏi. Đó. Rồi tiếp theo là bạn có phù hợp với công ty không? Đây là cái câu mà hầu hết hồi xưa mình gọi phỏng vấn mình cũng hay hỏi câu là bạn nghĩ bạn có phù hợp với công ty hay không. Đó, thì nó liên quan đến gì? Thứ nhất là bạn sẽ phải giải quyết các cái vấn đề hoặc là những cái giải pháp mà công ty đặt ra, hoặc là văn hóa của công ty, thì bạn thấy bạn có phù hợp với cái văn hóa của công ty hay không. Phải bạn giao tiếp với các cấp trên, đồng nghiệp, hoặc là các cái người khách hàng, thì bạn giao tiếp như thế nào với cái size của từng cái size của công ty. Bạn ở công ty, bạn mong muốn ở công ty bao lâu, rồi bạn mong đợi gì ở công ty. Ví dụ như là được mong muốn được training, được huấn luyện hay là gì đó, thì bạn tại sao bạn lại thích làm công việc ở công ty. Thì đó là những cái câu hỏi mà thường xuyên, ở những cái câu hỏi này thường là những cái người mà tuyển dụng họ hay hỏi. Đó. Thì ở đây thì mình sẽ nói là làm về những cái kỹ năng làm việc nhóm, ví dụ như là bạn cái mô tả các cái kỹ năng, rồi các cái phương pháp mà bạn làm việc
bạn làm việc với mọi người, đưa ra các cái ví dụ về những cái đồng nghiệp của bạn ở công ty cũ hoặc là những cái người quản lý lúc trước. Tiếp theo là bạn có thể nói về cái đội ngũ làm việc của bạn, với những cái công việc mà bạn làm việc nhóm, bạn làm việc nhóm như thế nào. Rồi bạn có thể chia sẻ những cái ý kiến của bạn hoặc là những cái mà mọi người nói về bạn. Rồi bạn có thể cho họ thấy là bạn giải quyết những cái khó khăn hoặc là những cái thách thức ở quá khứ, hay bạn nào làm ở công ty trước thì bạn có thể đưa cho họ thấy là quá khứ bạn giải quyết những cái vấn đề như thế nào. Ví dụ như họ đặt câu hỏi là ở công ty trước trong 12 tháng qua bạn đã đưa ra những cái quyết định gì ở công ty cũ mà tạo ra lợi nhuận hoặc là những thành tựu của công ty đó. Rồi bạn có thể giải thích là tại sao bạn muốn làm với công ty mới. Còn đối với các bạn nào mà chưa có đi làm ở đâu thì mình đưa ra những cái thành tựu, những cái bài tập nhóm, những cái project mà các bạn làm ở trường ha. Thì đó là những cái ý kiến của mình liên quan đến cái phần thứ ba là bạn có phù hợp với công ty hay không. Rồi cái cuối cùng là liên quan đến vấn đề lương bổng ha. Thì bạn sẽ trả cái chi phí, là người ta hỏi là công ty phải trả cho bạn bao nhiêu, thông thường là như vậy. Thì ở đây nói về vấn đề lương thì nó cũng hay tế nhị. Ví dụ như người ta đặt những câu hỏi xem là bạn có chấp nhận không, tại vì ở những công ty họ, công ty có hệ thống thì họ đã có cái trend lương cho từng cái position, trong đó nó có lương rồi benefit rồi có những cái trợ cấp phụ cấp liên quan, thì nó đã có sẵn. Mỗi vị trí nó có khác nhau, nhưng thông thường công ty họ trả theo năng lực, thì họ có thể thử bạn, họ có thể thử ví dụ như là họ trả mức lương là bao nhiêu, rồi họ hỏi là what do I need to offer in order to get you, có nghĩa là tôi phải trả bao nhiêu để có bạn làm cho công ty chúng tôi. Thì đây là những câu hỏi mà liên quan đến vấn đề lương bổng, cũng khá là tế nhị. Chúng ta negotiate như thế nào thì nó là một cái mục khác, mà ở đây có những cái câu ví dụ như là bạn có thể đưa ra cái mức lương trước của công ty trước, rồi cái công việc mà bạn làm, rồi bạn mong đợi mức lương của bạn là như thế nào, thì bạn có thể discuss thẳng với nhà tuyển dụng. Nói chung là ở phần này thì theo tôi và kinh nghiệm của tôi thì các bạn nên nói thật cái mức lương mà bạn lãnh. Tại vì người ta rất, những cái nghề mà tuyển dụng, những người mà tuyển dụng họ rất là dễ dàng để biết được cái mức lương của bạn, cái trend lương. Con số chính xác thì có thể không biết, nhưng mà cái trend lương bạn đang có làm ở công ty cũ là như thế nào. Thì ở đây theo cái mục mà số 4 này về lương bổng thì bạn nên nói thật. Và nói thật, ví dụ như mức lương của tôi là 1.000, bây giờ tôi mong đợi mức lương này ở vị trí này là 1.200, thì bạn trình bày những cái reason, những cái lý do mà để bạn mong đợi mức lương. Thì đây họ cũng đưa ra những cái hướng dẫn là cụ thể là nên trả lời cái gì. Rồi bạn đưa ra ví dụ như là những cái giá trị mà bạn sẽ đem lại cho công ty. Bạn làm ở vị trí sale, vị trí back office, accounting hay là vị trí HR, thì bạn sẽ đem lại những cái giá trị gì cho công ty, và cái giá trị đó nó tương xứng với cái mức lương mà bạn mong muốn. Bạn có thể đưa ra những cái giá trị mà sẽ bạn, hoặc là những cái phần mà negotiate với nhà tuyển dụng, ví dụ như là xăng xe, trợ cấp, những cái benefit, rồi lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng theo doanh số, hay là profit share hay là gì đó. Thì ở đây mình nên có cái negotiate. Và nó liên quan đến cái phần này, khi mà phỏng vấn xong thì thông thường các công ty chuẩn thì họ đưa ra cái offer letter, là đó là thư mời nhận việc, trong đó họ sẽ đưa ra rất là rõ. Thì mình nghĩ cuốn sách này khá là hay, cũng dành cho cả các bạn nào đang làm tuyển dụng, làm nhân sự, thì đọc để hiểu hơn. Còn đặc biệt thì đối với các bạn nào mà đi xin việc thì các bạn có thể kiếm cuốn sách này đọc.
Mình sẽ cố gắng tìm xem nó có, lúc trước thì mình coi cái cuốn này nó bằng file PDF nhưng mà lâu quá rồi nó không biết là mình sẽ bỏ đâu. Bây giờ mình sẽ cố gắng sẽ tìm, và nếu có được thì mình sẽ tạm dịch cho mọi người. Thì tiếp theo cái phần 2 thì họ sẽ hướng dẫn là chúng ta nên trả lời, cung cấp ví dụ như chuẩn bị cái gì, trả lời các câu hỏi như thế nào và tránh trả lời các câu hỏi như thế nào, rồi mình trả lời cái cách nào để tốt nhất, rồi cái thông tin liên quan đến thông tin cá nhân ha. Thì ở đây họ, ở đây tác giả đưa ra cũng khá là dễ, rồi chuẩn bị cho phỏng vấn như thế nào, rồi ở đây họ khuyên cái câu, cái mục 13 họ khuyên là nên thành thật. Đó, thành thật thì mình cũng làm nghề phỏng vấn rất là lâu, thì cái nào mà mình rất thích ứng viên nào thành thật, bởi vì khi mà bạn nói xạo thì rất là dễ phát hiện. Thì tôi nghĩ là thành thật, honest, be honest is still the best policy. Cái câu này rất là hay, be honest is still the best policy. Thì ok rồi. Tiếp theo khi phỏng vấn thì mục 12 họ nói là control your body language, nghĩa là kiểm soát cái ngôn ngữ hình thể của quý vị. Có thể mình phải tập trước trong gương khi đi phỏng vấn ha, thì để làm sao mình diễn tả nó chuyên nghiệp hơn. Rồi bạn phải làm sao cho nó professional, có nghĩa là chuyên nghiệp. Rồi họ 14 họ khuyên là cười, relax, rồi look happy. Đó, họ khuyên như thế. Rồi và cái cuối cùng, cái phần 15, ở cái phần này, phần 2 này nó có 15 mục, thì cái phần cuối cùng á, thì họ nói là đưa ra những câu hỏi. Thì thông thường khi phỏng vấn thì mình sẽ có cơ hội, mình sẽ hỏi. Thông thường thì hồi xưa hay là khi mà mình làm á, thì mình hay có những câu hỏi là hỏi ứng viên là bạn có câu hỏi gì không. Thì nếu mà bạn chuẩn bị kỹ thì bạn có thể hỏi tất cả những cái mà bạn mong muốn ở cái vị trí mà bạn đang làm, làm sao để bạn làm tốt nhất. Thì đó là cái phần phần thứ hai. Và tiếp theo thì họ, đây là những cái phần câu hỏi, thì họ đưa ra câu hỏi nè, ví dụ như what interests you most about this job, thì họ sẽ trả lời. Ở đây có những câu hỏi và những câu mà họ gợi ý trả lời, thì tác giả đưa ra những cái gợi ý để trả lời. Ok, thì từng phần đây là từng phần. Họ đưa ra những cái gợi ý. Đây là từng phần. Mình nghĩ cuốn sách này khá là hay. Thì nếu mà bạn nào có thể, mình cũng sẽ ra kiếm cái bản PDF mình gửi cho mọi người đọc. Còn bạn nào có thể mua trên e, mình nghĩ trên cái cuốn này ở trên Amazon như có bán. Thì về hai tác giả thì thứ nhất là Daniel Perros, thì ông này là ông có kinh nghiệm làm trên 30 năm về career design and job hunting, về thiết kế nghề nghiệp và săn việc. Rồi ông này cũng khá là kinh nghiệm, thì ông lấy bằng MBA năm 1966 tại trường Business School of France. Rồi ông bắt đầu công việc của mình tại Essen and Amoco trước khi ông lập cái công ty riêng vào năm 1971. Ông cũng khá là nhiều cái cuốn sách, ví dụ là Police, What Color Is Your Parachute, hoặc là mấy cái cuốn liên quan đến cái phương pháp để tìm việc thành công, rồi 100 các câu hỏi liên quan đến lương bổng tại Mỹ. Thì đây là cuốn sách, thì mọi người có thể visit cái website là www.peros.com. Thì hôm nay cũng khá là nổi tiếng. Còn cái bà mà tác giả là Frances Bonlet Hannes, thì bà quốc trong cái nghề mà nhân sự về phát triển nghề nghiệp cũng trên 25 năm. Rồi bà bắt đầu làm việc ở Phoenix, Arizona, rồi
tại cái chỗ mà trung tâm tiếng Việt, thì bà này cũng khá là nổi tiếng. Theo mình biết, mình cũng đọc vài cuốn của bà. Thì đây là giới thiệu sơ về hai tác giả ha, Francis Poulis Hennet với lại ông Daniel Parrot. Ok, thì mình kết thúc cái review cuốn sách này ở đây ha. Hy vọng nó cũng sẽ có ích cho các cái bạn mà đang muốn tìm kiếm công việc một cách chuyên nghiệp, để trả lời phỏng vấn, để đạt được cái phỏng vấn khi mà đi xin việc. Ngoài ra thì các bạn nào mà đang làm trong nghề nhân sự thì cũng có thể tham khảo để biết được các cái câu hỏi. Thực ra thì hồi xưa mình cũng dùng một số cái câu hỏi trong này để phỏng vấn. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho mọi người. Mình sẽ cố gắng tìm cái cuốn PDF Translate, tại vì cái cuốn này mình ở đây mình mượn ở cái thư viện ha. Mình mượn ở cái thư viện, cho nên là mình nghĩ ở đây nó bán 12 đồng. Okay, 12 đồng 99. 12 đồng 99. Ok, mình kết thúc cái review cuốn sách này ở đây. Xin trân trọng cảm ơn mọi người, các anh chị và các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu mà quý vị thấy cái video này hữu ích thì quý vị có thể like, share và subscribe để nhận các cái video tiếp theo. Sắp tới thì mình có dự kiến mình sẽ làm những cái liên quan đến phát triển bản thân, liên quan đến về tiếng Việt và cái kinh nghiệm làm trong nghề nhân sự, thì cái đó mình chỉ chia sẻ thôi. Sắp tới mình sẽ làm các video liên quan giống như vậy. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các video tiếp theo.